Shop Phạm Huấn xin kính chào quý khách. Shop Phạm Huấn chuyên cung cấp đồ Nhật bãi, những đồ thanh lý siêu thị đến từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho bác nhiều sản phẩm hấp dẫn, nhiều sản phẩm hiệu quả và chất lượng đến với công việc và cuộc sống của các bác. Mong các bác nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ bọn em. Thì không để các bác phải chờ lâu nữa thì em giới thiệu đến các bác sản phẩm tôi em muốn giới thiệu các bác, đó là con đèn D1 này đây. Con đèn D1 này thì đựng trong hộp nhựa rất xịn sò nha các bác ơi. Cực kỳ sáng luôn. Đây các bác ơi. Đây. Chức năng của nó rất hiệu quả nha. Đây. Có thể thu phóng. Đây. Thu phóng cái pha của nó đây. Xa gần tùy chỉnh đây. Cực kỳ sáng nha các bác ơi. Đây. Các bác không nhìn thấy chữ luôn nha. Cực kỳ sáng luôn. Siêu sáng mà. Đèn này đèn D1 nha các bác ơi. Đây. Có thể thu phóng pha của mình nha. Đây. Các bác còn xem đây. Nhiều chế độ nha, sáng vừa này. Sáng yếu này, nháy nhanh này, nháy chậm này. Rồi, đây sáng siêu khỏe nha. Thu phóng đây. Thu phóng được luôn nha, thu phóng pha cốt. Cực kỳ hiệu quả nha, các bác thích dùng như nào thì dùng nha. Chiếu bao sáng luôn nha, bao test cho các bác luôn. 160.000 đồng, 190.000 đồng thôi. Chỉ 190.000 đồng thôi, các bác sở hữu em đèn D1 này đây. Nhiều chức năng. Đây, con đèn D1 này đây, cực kỳ nhiều chức năng luôn nha các bác ơi. Thu phóng cốt đây, các bác có thể quan sát đây. Các bác quan sát đây. Cực kỳ lớn nha, độ phóng đại cực kỳ cao luôn nha. Bên em đang bán với giá là 190.000 đồng con đèn D1 này đây. Con đèn D1 190.000 đồng. Các bác nào yêu thích và muốn sở hữu em nó thì liên hệ với shop em ngay nhá. 190.000 đồng, hôm nay em về được mấy chục con thôi. Các bác nhanh tay thì được. 190.000 đồng con đèn D1 này đây. Rồi. Thu phóng pha cốt. Cực kỳ hiệu quả nha. Bao phê luôn cho các bác luôn nha. 190.000 đồng con đèn D1. Các bác lên cho em mã sản phẩm là D1 190.000 đồng. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác con dây sạc đây, con dây sạc đa năng của bên em. Con dây sạc đa năng này thì sạc được 3 đầu nha, 3 loại điện thoại nha, cắm một lúc 3 cái điện thoại được ok ngay nha các bác ơi. Đó là Samsung này, đây. Samsung đây các bác ơi. Samsung đây. Rồi. Samsung iPhone và Xiaomi. Đây, chân sạc Lightning đây. Lightning, Type C và Samsung đây. 3 chức năng luôn, 3 chức năng 3 trong 1, siêu nhỏ gọn nha, có thể rút ra rút vào được nha. Đây. Chiều dài của nó là khoảng 1 mét này các bác ơi. Rất đơn giản thôi, chỉ cần kéo ra rút vào, kéo ra là thu, kéo ra là đó. Cực kỳ đơn giản, siêu nhỏ gọn nha các bác ơi. Bên em đang bán với giá là 90.000 đồng con dây sạc đa năng này đây. Cực kỳ đơn giản luôn và hiệu quả cho các bác. Tiết kiệm được 2 cọng dây nữa luôn. Tiết kiệm được tối đa diện tích cho dây sạc của mình. Các bác dùng nhiều thiết bị mà phải dùng 3 loại dây sạc khác nhau thì đây là một giải pháp hữu hiệu cho các bác nha. 90.000 đồng thôi. 90.000 đồng con dây sạc đa năng này đây. Sản phẩm bên cạnh nó đó là con sạc U1 đây, con sạc U1 này đây. Made in Japan các bác ơi, sản phẩm dây sạc cũng đến từ Nhật Bản nha các bác. Đây, con U1 này đây. Con U1 này bên em đang bán với giá là 130.000, khi mua kèm theo dây sạc thì sẽ giá là 220.000 bao ship cho các bác nha. 220.000 bao ship. Con sạc U1 này thì có ưu điểm là nó có cổng sạc 220V. Đây các bác quan sát đây. Và hai cổng USB dây sạc đấy. Đây cắm vào đây. Nó sẽ đi theo bộ nha các bác ơi. Rồi. Cắm vào đây thì không cần củ sạc nữa luôn. Cái này lại còn tiết kiệm thêm một củ sạc nữa. Cực kỳ tiết kiệm diện tích nha các bác ơi. Cực kỳ hiệu quả nha. Bên em đang bán giá là 130.000 con sạc U1 này đây. Nếu mua kèm dây sạc thì bao ship cho các bác luôn. 220.000 bao ship cho các bác luôn. Combo dây sạc và củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng U1 nha. Các bác lên cho em mã sản phẩm là U1 cộng sạc 220.000 bao ship cho các bác luôn nha. 220.000 bao ship củ sạc U1 cộng sạc. Rồi. Tích hợp dây ổ 220V, ổ cắm 220V và đèn báo điện vào đây, đèn báo điện vào và hai cổng USB nạp đây các bác ơi. Dây của nó làm siêu bền nha, lõi cực to, trông nó nhỏ này thôi nhưng mà lõi bên trong to cực kỳ luôn các bác ơi. Dây
Đây, chân càng cua của nó thì làm siêu bền rồi, nhựa đúc silicon rồi, cực kỳ bền chắc rồi. Dây dài khoảng 1 mét này các bác, 1 mét mốt gì đó, 1 mét mốt này các bác ơi. Các bác lên cho em mã sản phẩm là U1 cộng sạc 220.000 bao ship cho các bác. Sản phẩm nữa cực kỳ nhỏ gọn tiện dụng hôm nay em muốn giới thiệu các bác, đó là con cân này đây, con cân trèo đây. Con cân này cân tối đa được 50 cân nha các bác ơi. Sử dụng pin con thỏ nha. Đây, sử dụng pin con thỏ loại nhỏ nha, pin tiểu nha các bác ơi. Đây, em sẽ tháo cho các bác đây. Pin con thỏ loại nhỏ nha các bác ơi. Đây, có 2 viên thôi. Cực kỳ hiệu quả và tiện dụng nha. Đây, cân này thì các bác có thể chuyển đổi từ LB, ngân, zin, jun và kilogram. Các bác ấn sang chuyển cho em sang thành kilogram. Kilogram mà sẽ cân được kilogram bình thường nha các bác ơi. Đây, em test cân cho các bác nha. Đây, để em test cân cho các bác nha. Đây, em đang được kéo của em đang là khoảng 3 cân rưỡi đây, 4 cân 3 đây. Rồi, cực kỳ hiệu quả nha, cực kỳ đơn giản hiệu quả, rất tiện dụng luôn các bác ơi. Đến từ Nhật Bản mà, Nhật Bản họ sản xuất ra hàng thì cực kỳ thông minh rồi. Em tắt đèn đi cho các bác nhìn rất dễ nha. Đây, Made in Japan đây. Quay video thì màn hình nó hơi khó nhìn một chút thì các bác thông cảm với em. Nhưng mà mắt thường thì cực nhìn cực kỳ dễ luôn các bác ơi. Cân này đang bọn em đang bán với giá là 150.000, 150.000 chiếc cân treo này đây. Cân treo này đây, các bác cầm để đi chợ thì không sợ bị cân gian, cân điêu nữa đâu. Các bác cứ yên tâm. 150.000 con cân treo đây, sử dụng pin con thỏ loại nhỏ nha các bác. Sử dụng pin tiểu loại nhỏ nha. Đây, các bác có quan sát đây, pin tiểu loại nhỏ nha, 150.000 thôi. Cực kỳ rẻ luôn các bác ơi. Cực kỳ rẻ và tiện dụng. Cái này còn tiết kiệm được chi phí đi chợ của các bác luôn, không bị cân điêu, cân gian. Các bác lên cho em mã sản phẩm là cân treo 150.000 đồng. Con cân này cân được tối đa là 50 cân nha. Cân được cả lạng, cả hoa luôn các bác ơi. Cả gram luôn đấy. Tính cả gram cho các bác luôn. Cực kỳ chính xác luôn nha. Em test luôn, em test cho các bác rồi. Cực kỳ chính xác luôn nha. Đây, em cân thử cái đèn này cho các bác đây. Con đèn này đây cực kỳ đây, con đèn này đây. Em test cân đèn cho các bác nha. Test cân cái đèn này thôi, cân nhẹ thôi cho nó dễ cầm. Đây, con cân này 2 lạng nha, 2 lạng mốt nha các bác ơi. Con này cân này 2 lạng mốt nha các bác ơi. Rồi, các bác quan sát đây, con cân 2 lạng mốt nha, nó đúng đến từng gram một luôn đấy các bác, siêu chính xác luôn các bác ơi. Đây, có cả chức năng nhớ cân luôn nha. Ấn nút này là sẽ reset này. Đó, ấn nút này sẽ reset luôn này. Ấn nút bên trái này, tare này, sẽ là nút reset này. Còn cái này là chuyển đổi khối lượng cân. Các bác có thể cân theo gram hoặc pound của nước ngoài cũng được. Người Nhật thì người ta cân theo zin. Người Nhật cân theo zin nên là các bác cứ chuyển về kilogram cân cho em nhé. Về Việt Nam cho nó dễ. Đây, nút on off thì cực kỳ dễ dàng rồi. Ấn off là on và tắt. Đây, on là bật lên luôn. Cực kỳ dễ dùng luôn các bác ơi. Bên em đang bán với giá là 150.000 con cân treo đây. Cân được tối đa là 50 kg bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu cho các bác, đó là đến từ thương hiệu Kabushi Nhật Bản nha các bác. Bộ vít, tu vít đóng V7 nha các bác ơi. Đây, sản phẩm đi kèm theo của nó gồm 2 này, 4, 6 đầu mũi tu vít nha các bác ơi. 6 đầu mũi tu vít nha, gồm 2 mũi dài này các bác ơi. Làm bằng thép thép siêu bền của Nhật nha. 2 mũi 4 cạnh ngắn này. 2 mũi 2 cạnh ngắn này. Các bác quan sát đây, và một bộ và một cái tu vít đóng nha. Tu vít đóng này thì làm bằng thép siêu bền rồi. Đây, các bác quan sát đây. Kabushi Nhật Bản này các bác ơi. Cực kỳ hiệu quả nha, cực kỳ dễ dùng luôn các bác ơi. Đây, đầu khẩu cực kỳ đẹp nha các bác ơi. Các bác tìm ngoài thị trường không bao giờ có những cái loại đầu khẩu ngon như này đâu. Tô vít đóng cực kỳ chất lượng nha, cực kỳ chất lượng các bác ơi. Bộ tô vít đóng này đây, bộ vô vít đóng V7 này đây, các bác ngoài thị trường không có cái loại này đâu các bác ơi. Ở ngoài toàn hàng tàu thôi. Bên em đang bán bộ tô vít đóng đến từ thương hiệu Kabushi, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản đây. Bộ V7 này đây, có giá là 200k, 200.000 thôi. 200.000 bộ vít đóng V7 này đây. Đựng trong hộp cực kỳ xịn sò nha các bác ơi. Đựng trong hộp cực kỳ xịn sò nha.
hộp tôn nha các bác ơi, cực kỳ xịn sò luôn các bác. Đi theo nó là hai mũi tô vít dài này, hai mũi dài này, bốn cạnh và hai cạnh dài này, và hai mũi bốn cạnh ngắn này, và hai mũi hai cạnh ngắn tiếp, cho các bác thay đổi theo theo kích thước ốc. Bên em bán bộ sản phẩm V7 này với giá là 200.000, các bác lên cho em mã sản phẩm là V7 200.000, V7 200.000 là bằng thép siêu bền nha các bác ơi. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác cũng đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Bộ một mũi khoan tháp đây, có đường kính từ khoan được từ 4mm đến 32mm các bác ơi, 4-32 mũi khoan, 4-32. Bên em đang bán với giá là 150.000 đồng mũi khoan tháp đây, làm bằng hợp kim siêu bền nha các bác ơi, không bị ăn mòn đâu các bác ơi. Rồi, cực kỳ nhỏ gọn và tiện dụng luôn các bác ơi. 150.000 đồng chiếc mũi khoan tháp này, chiếc mũi khoan tháp được đựng trong hộp cực kỳ xịn sò nha các bác ơi. Hộp bảo vệ cực kỳ đẹp nha các bác ơi. Rồi, 4-32mm đến từ Nhật Bản nha, bên từ thương hiệu Bogo Nhật Bản nha các bác ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Mũi khoan này bao chắc cho các bác luôn. Các bác test rồi mới trả thanh toán cho em. Cực kỳ hiệu quả nha các bác ơi. Mũi khoan này thì khoan được tất cả mọi vật liệu nha, trừ kính. Tất cả mọi vật liệu trừ kính nha các bác ơi. Thép bền đến đâu thì cũng khoan được các bác ạ. 150.000 đồng chiếc mũi khoan tháp này đây, chiếc mũi khoan thần thánh này đây. Khoan được từ 4-32, mũi khoan tháp 4-32. 150.000 đồng, các bác lên cho em mã sản phẩm là mũi khoan tháp 4-32, 150.000 đồng. 150.000 đồng chiếc mũi khoan tháp đây. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là con kìm này đây, con kìm đa năng này đây của thương hiệu Kabushi nha các bác ơi. Đây, các bác quan sát đây, tem của hãng đây, tem của hãng Kabushi đây, kabushitool.com đây. Các bác có thể vào trong web để check sản phẩm nha các bác ơi. Đây, con kìm này thì cực kỳ đa năng rồi. Nó có chức năng cắt này, cắt bình thường thôi, cắt kẹp đây, và thêm cả chức năng tuốt dây điện nha, kìm tuốt dây điện các bác ơi, tuốt dây điện nữa nha các bác. Đây, còn ở giữa thì nó có cả bấm cốt nha. Đây, các em lấy nét cho các bác nha, nó cả bấm cốt cho các bác, bấm cốt dây điện nha, cực kỳ đa năng luôn, 4-1 luôn, kìm cắt kẹp tuốt dây điện và bấm cốt nha các bác ơi. Bên em đang bán với giá là 230.000 đồng con kìm kìm mũi bằng này đây, con kìm đa năng mũi bằng này đây. 230.000 đồng con kìm mũi bằng đa năng. Các bác lên cho em mã sản phẩm là kìm đa năng 230.000 mũi bằng nha các bác. Mũi bằng. Còn đi bên cạnh nó đó là con kìm mũi nhọn đấy. Con kìm mũi nhọn thì cũng đa năng hơn, cũng như thế, chức năng thì cũng như vậy, nhưng mà mũi nó lại nhọn hơn, mũi nó nhọn cơ. Thì kẹp những góc chết, góc nhỏ thì dễ dàng hơn rồi, cực kỳ đơn giản rồi. Bên em đang bán với giá là 240.000 đồng, 240.000 đồng. Khi bác nào mua combo hai sản phẩm này của bọn em thì bên em sẽ bao ship cho các bác luôn nha. Bao ship cho các bác luôn nha. Bộ kìm mũi bằng và kìm mũi nhọn nha. Bên em sẽ bao ship cho các bác luôn, mua hai chiếc bao ship cho các bác luôn. 240.000 đồng con kìm mũi nhọn này đây. 240.000 con kìm mũi nhọn đây. Vẫn có tuốt dây điện và bấm cốt, cắt và kẹp. Mũi nhọn thì sử dụng trong những góc nhỏ nhỏ hẹp thì dễ dàng hơn. Con mũi bằng thì 230 nha các bác. Con mũi bằng 230, con mũi nhọn là 240. Khi mua hai sản phẩm này của bên em thì bên em sẽ bao ship cho các bác nha. Sản phẩm cuối cùng em muốn giới thiệu đến các bác trong ngày hôm nay đó là con kìm cắt tôn đây. Con kìm cắt tôn này thì cực kỳ sắc bén nha các bác ơi. Đây, không để các bác chờ lâu, em test độ sắc cắt tôn cho nó của nó cho các bác nha. Đây, tấm tôn đây, tấm tôn của nhà em đây, tấm tôn bình thường thôi. Đây, tấm tôn lợp mái đây, cực kỳ sắc luôn các bác ơi. Đây, hầu như em không phải dùng lực nha. Đây, dùng lực rất nhẹ nha, tay em bé lắm, dùng lực cực kỳ nhẹ nha mà vẫn đứt được nha. Đây, nó không bị ma vía nha các bác ơi, các bác quan sát đây, không bị ma vía như mấy chiếc kéo cắt tôn bình thường ở ngoài thị trường đâu. Bên em đang bán với giá là 220.000 đồng con kìm cắt tôn này đây, cực kỳ dễ dàng nha, dễ dùng, rất thể em nói thật với các bác, phụ nữ cũng cắt được luôn cái kìm này, không cần phải dùng sức luôn, cực kỳ dễ dàng luôn nha. Đây, ngọt như cắt giấy nữa các bác ơi, không bị ma vía nha. Đây, em lấy nét cho các bác. Đây, không bị ma vía nha các bác ơi, không bị ma vía đâu.
Bên đang bán với giá là 220.000 đồng con kìm cắt tôn đây. Kéo cắt tôn đây, kéo cắt tôn 220.000 đồng đến từ thương hiệu Kabushi Nhật Bản nha các bác ơi. Đây, tem Kabushi đây. Đây bọn em chuyên nhập khẩu hàng Nhật rồi nên là các bác cứ tin tưởng về chất lượng đi. Em đảm bảo chất lượng cho các bác luôn. Các bác dùng mẻ hoặc hỏng thì bọn em đổi một trong vòng 1 tháng nha các bác ơi. 220.000 đồng con kìm con kéo cắt tôn này đây. 220.000 đồng thôi, cắt tôn ngọt như cắt giấy nha các bác ơi. Cảm ơn các bạn đã qua theo dõi video và của shop Phạm Huấn. Shop Phạm Huấn xin cảm ơn các bác đã thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ shop em. Các bác xem video này thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút like cho em, ủng hộ bọn em để shop Phạm Huấn bọn em sẽ mang lại nhiều sản phẩm tốt hơn, nhiều sản phẩm chất lượng hơn và đảm bảo cho cuộc sống của quý khách trở nên dễ dàng hơn. Xin cảm ơn.